quý vị và các bạn, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của đất nước. Những ngày này, cùng với nhân dân cả nước, các cán bộ đảng viên và nhân dân tỉnh Yên Bái đang hướng về đại hội với nhiều niềm tin và kỳ vọng về những định hướng quyết sách đúng đắn nhằm khai thác có hiệu quả các nguồn lực, tiếp tục đưa đất nước vươn lên tầm cao mới. Sau đây là một số ý kiến của người dân thành phố Yên Bái. Thì chúng tôi thấy rằng là rất là kỳ vọng vào cái đại hội 13 của Đảng sắp tới. Qua một cái công tác chuẩn bị, tôi thấy rằng rất là kỹ lưỡng của Trung ương Đảng, của Ban Bí thư, Bộ Chính trị rất dày công về cái văn kiện đại hội để trình trước đại hội 13. Thế và đặc biệt về công tác nhân sự thì chúng tôi kỳ vọng rằng là qua cái đại hội này thì phải nói là nâng cái tầm mà đối với chất lượng của các cái ủy viên Trung ương, các cái ủy viên Ban Bí thư, thế rồi là Bộ Chính trị. Thế và đặc biệt về cái công tác phòng chống tham nhũng cũng như là kiểm soát quyền lực đối với những người có chức có quyền, thì dân chúng tôi phải nói rất kỳ vọng vào cái điều này. Đường trường trạm, đời sống nhân dân được nâng lên, con cái được học hành, ai cũng được có cơm no áo mặc, ai cũng được học hành chữa bệnh đến nơi đến chốn. Cái này chúng tôi rất là tâm đắc. Song song với những cái sự thắng lợi ấy thì phải kỳ này đại hội đảng cũng phải nhìn được những cá nhân, những cái người mà như vậy là có tâm có tầm với nhân dân, rồi lòng thương dân, rồi gần gũi với nhân, để làm sao cho nhân dân được ấm no và hạnh phúc hơn nữa. Thì cái kỳ vọng của chúng tôi mong rằng đại hội 13 sắp tới sẽ có những cái biện pháp tốt hơn nữa trong cái việc vừa phát triển kinh tế vừa dập dịch, và lại là làm cho nền kinh tế của đất nước nói chung và cái nền kinh tế của địa phương chúng tôi ở khu vực ở Yên Bái này, như chúng ta cũng đã biết là năm 2020 là có các cái sản phẩm về nông sản mà ở khu vực biên giới ở các cái miền Tây Bắc này đã phát triển ra nước ngoài rất mạnh mẽ, và đó cũng là một những cái nguồn thu rất là tốt cho đất nước nói chung và địa phương nói riêng. Thì mong rằng cái chính sách tới này của Đảng và nhà nước sẽ có những cái ưu đãi, có những cái biện pháp để phát triển cái nền kinh tế đó hơn nữa. Đại hội 13 tới thì chúng tôi mong rằng là người dân của tỉnh Yên Bái thì cũng mong là Đảng và chính phủ có nhiều chủ trương đường lối chính sách, thế và có những cái quyết sách coi như là quan tâm đến nền kinh tế của địa phương, thế và chung của đất nước và đặc biệt là tỉnh Yên Bái. Trong đó thì chú trọng quan tâm để cho tỉnh Yên Bái là tập trung vào cái sản xuất nông nghiệp và cái ngư nghiệp, để cho coi như là tỉnh Yên Bái cũng có những mặt hàng xuất khẩu đấy, và coi như là trong toàn quốc và được xuất khẩu ra nước ngoài.